Rồi, ok, tiếp tục với video này thì em sẽ bổ nó ra này. Sau khi may xong rồi. Ok chị ạ. Đấy, bổ nó ra này. Ok chưa? Đương nhiên là bên trong này chỉ vắt sổ, chỉ chặn cái đuôi này, chặn cái đuôi này giúp em, chặn cái ngạnh chê này vào này, sau đó chỉ vắt sổ xung quanh thôi, nó vẫn đẹp như bình thường, bên ngoài không có gì cả. Rất đều và đẹp nhé. Yeah.